petro đô la sắp sụp đổ rồi, thằng nhà nghèo không có tiền mua dầu cho hay. Không phải là cà khịa em, nhưng mà anh thấy anh em comment anh mắc cười quá à. Tháng sợ đổ được nhiêu tiền xăng bàn tới petro đô la. Anh không đam đam sạm giận, em hiểu không? Mai hết xăng mới dám đổ đây. Má toàn là mấy nhà nghèo không mà giá xăng dầu lên nó gáy, không hiểu luôn. Mày what the hell, ngộ vậy đó. Dùng rút mua dầu rồi. Thí dụ như bây giờ nhà giàu á thì xăng lên nó cười cũng được đi, có lý, tiền nó nhiều. Dạ. Còn này nhà nghèo không à, mà xăng lên mừng. Má ơi, không hiểu, xin lỗi. Tại hạ sống 37 năm, tại hạ chưa gặp tình huống này. Rồi Nguyễn Quang nữa nè mấy em. Mỹ thua Trung Quốc rồi chứ giờ tới 10 năm rồi, ok luôn, quan điểm của bạn viết vậy được. Bà nói sao kệ bạn, bà viết hoa vậy rồi tôi thấy được rồi đó nha. Còn thật ra mấy câu này đâu cần tới Duy Nguyễn Đam đúng không bạn? Mấy câu này các bạn ngồi dưới Đam thoải mái luôn. Nó bụp đi. Các bạn có quyền quan điểm bằng đồng ý quan điểm bằng này không? Nó gì? Các bạn phải động não lên, sáng tạo lên. Bạn này nói là gì? Dùng đô la mà kêu Mỹ xuống. Mấy ông có thấy ai mở công ty Trung Quốc lấy sổ không? VinFast mở ở Mỹ em. Vấn đề đây là VinFast cầm 4 tỷ đô để đi qua Mỹ, chứ không phải là VinFast cầm 40 triệu đô để đi qua Trung Quốc. Đó là vấn đề. Hết tháng 4 này các nước không thanh toán bằng tiền rúp, Nga có cắt khí đốt không nhỉ? Chờ đi em, ai biết được. Chờ đi. Chứ hồi trước anh cũng nghe nói 1 tháng 4 là cắt rồi đó, cuối cùng đâu cắt đâu. Ngày tới 3 tháng 4. Thì bây giờ cái chuyện cắt không cắt thì đâu biết. Giờ 1 cắt thì bên kia nó không mua được từ Nga, ngược lại Nga không có tiền hết quê. Nhưng mà bên kia làm thế nào để có rúp? Thì mua rúp. Dùng đô mua rúp. Chắc vậy chứ gì. Đồng rúp với tiền tệ lưu thao hành được nhiều nơi thì đô la Mỹ sẽ giảm vị thế. Mỹ tưởng vậy là ngon. Là sao? Đương nhiên đồng rúp mà lưu hành nhiều thì đô la Mỹ nó bị giảm mà đúng rồi đó. Còn câu sao không hiểu. Tới ví dụ như giờ euro cũng lưu hành khắp châu Âu rồi. Đâu có ai chê Trung Quốc đâu. Rất phát triển 10 năm trở lại đây mà bảo Trung Quốc được hơn Mỹ thì non lắm. Nó đang tập bú mà non gì. Nó thẳng rồi. Mấy đứa trẻ trẻ nó mơ mộng thơ thẩn rồi, TikTok nhiều quá, kệ để cho sống thế giới đó đi em ơi. Lay đánh thức cái vậy làm gì? Mỗi người thế giới. Mình không cần phải xâm phạm gì thế giới tụi nó đâu. Mệt lắm, đông lắm. Anh có độc tài không? Sao mỗi cái anh không thích là anh chặn vậy? Có, chặn mày nữa nè. Fan phủng gì nữa tụi nó. Nếu Nga cúp khí đốt EU ảnh hưởng đến kinh tế nhiều không nhỉ? Mua khí đốt mắc hả? Vậy đó. Cúp thì chắc ảnh hưởng cũng phải năm sau. Năm nãy dự trữ đủ rồi. Thì giờ cúp phát một thì mua mấy chỗ khác nó mắc hơn. Thằng Mỹ nó phải gồng ra nữa. Cứ cho là mắc hơn đi. Thì mắc hơn thì giờ muốn chơi thì chơi cho nát. Không chơi thì thôi. Vậy thì như thế nào gọi là chơi nát? Bây giờ mắc hơn đúng không? Bây giờ đổ lít xăng bình thường là 2 euro. Mà bây giờ lên 4 euro, chính phủ phải cho 2 euro chứ. Rồi ông muốn làm gì đó ông làm, dân không ảnh hưởng thôi. Đúng không? Ý tôi nói cho bạn dễ hiểu. Chứ bạn đừng kêu là chính phủ đồng hành cái gì, người dân Đức đồng hành này nọ, không có đâu. Không có chuyện đồng hành gì trơn trội, giờ tự nhiên mà bán mắc hơn là Tổ quốc à. Em thấy ít chuyên gia nào phân tích việc Tây không mua dầu của Nga nữa, Nga tính sao? Trời ơi, đầy TikTok nó nói bán cho Ấn Độ với Nga. Ủa lộn, bán cho Ấn Độ với Trung Quốc. Thì giờ cộng dân số ra, Trung Quốc giờ 1.5 tỷ, Ấn Độ 1.3 tỷ, cộng lại 2.8 tỷ. Cân nửa thế giới chưa? Hiểu không? Nhưng mà còn mua được nhiêu thì không nói nha. Mua giá nào cũng nói luôn nữa. Ấn và China đông xài dầu nhiều hơn. Xài dầu nhiều hơn mắc ông. Bên kia đi xe hơi không đổ xăng lần bao đã luôn. Còn bên nọ đi xe gì mới. Bạn nào qua bên Ấn Độ á, bạn du lịch chưa? Bạn kể tôi nghe bển đi xe gì nhiều bạn. Nói chuyện không có kiến thức. Tôi nói thiệt bạn á, mày bán cho EU dám chừng á, hai nước kia cộng lại mua bằng nổi EU luôn chứ đừng nói nước khác. Chưa kể cái mùa đông nó xài khí nó rất là nhiều nữa. Xài khí để sưởi ấm. Không. Còn Ấn Độ nó có mùa đông. Ừ, Ấn Độ nó có mùa đông lắm, Ấn Độ chắc phải sưởi ấm á. Vì Ấn với Trung Quốc giàu hơn phương Tây rồi, cần gì EU. Ủa vậy mà định nghĩa tao cái phương Tây với EU là sao? Bây giờ mày nói Ấn với Trung Quốc mà giàu phương Tây tao lại bằng cụ luôn đó con. Mày biết GDP của EU nhiêu không? Bữa là 10 15 ngàn tỷ. 15 ngàn tỷ. Mày nghĩ sao vậy? Mà cái đó là chưa có anh nha. Không, mình nói cho nó hiểu nè mấy em.
GDP của EU 15.000 tỷ mà dân số EU á là khoảng 400 mấy chục ngàn người. Bốn trăm mấy chục triệu. Nói cho như vậy cho nó hiểu được cái độ chênh lệch nó còn xa lắm. GDP 17.000 rồi anh hả? Ghê mày. Nãy tao nói 15.000 mấy triệu lên 17.000 mấy triệu. Anh Duy nhớ mấy hôm trước anh nói chơi mua rúp không, em có mua được chút ít được 10 ngày lời rồi xạo đưa bill ra đây mày. Kinh tế Nhật giờ phèn anh ạ, giữ nguyên này nọ, sống thêm mà sống cao hơn Nhật Bản đi xuống, xuống mắt tao. Đi xuống. Tao vẫn thích hàng, tao vẫn thích Nhật, thích hàng. Mày nói nữa kệ mày, giờ thì cho tao hai chỗ, cho hai chỗ mày chọn hàng, tao chọn Nhật xong. Vì tự nhiên Ba Lan khôn hơn Triều Tiên, không cần làm ra vũ khí hạt nhân. Thì nói chung một quốc gia giờ an sinh này nọ, xã hội dân sống khỏe thôi là được ủng hộ rồi, thế giới thương nữa. Nó chọn thấy Ba Lan chọn đúng mà. Ba Lan ổn quá chứ. Mà chưa kể Ba Lan là idol của những nước nghèo nữa. Tức là Ba Lan có sự thoát nghèo thành công. Tại các bạn không phải là dân làm ăn nên các bạn không quan tâm mấy cái đó thôi. Chứ thật sự dân làm ăn ai cũng thấy Ba Lan tao mà tao phái à. Nó nói Ba Lan giờ như sân sau của Đức. Đức giờ quốc gia nó khó vô này nọ kia rồi, khó này nọ thôi, giờ mình đã chưa được qua cúp C1 mà đã cúp C2. Nên tao qua Ba Lan trước. Xuất khẩu dầu của Nga chiếm 60% tổng GDP. Thu dầu của Nga không bán cho EU thì mất khá nguồn thu. Mà đấu với thằng giàu thì thằng nghèo luôn thiệt. Bên kia lạnh. Bên kia nó lạnh với bên kia đổ xăng mắc mấy em. Chơi vậy thôi chứ giờ sao giờ. Thì nói rồi không bán thì bên không có tiền, nhưng bên kia một là lạnh, hai đổ xăng mắc. Dân Mỹ đổ sang Mexico mua xăng dầu. Tụi nó đi đại tự do mà, chạy qua dụ như gần thì nó chạy qua một chút, chuyện nó bình thường mà. Ví dụ như giờ Cali đi nằm sát bên Mexico, qua biên giới đi 5 phút rồi giống như bạn quận 1 hoặc quận 3 thì thôi đổ bình xăng chạy bình thường. Tao nói nguyên tắc mà, rẻ là chơi thôi, tụi nó cũng vậy. Nói chung á, các em lập luận sao, các em lập luận các em phải hiểu về người ta đã. Mấy châu Âu mấy em làm như bộ lạc vậy đó. Đi sưởi ấm bằng củi, đốt bằng củi, khói nó bay mịt trời, ai chịu ba. Tao nói đúng không các bạn châu Âu? Bây giờ cái nhà bạn châu Âu bằng cái nào bằng ra ngoài sân đốt đống củi lên không? Rồi xong rồi không có tiền mua xăng rồi lấy cái xe mẹt đi chở củi hả? Rồi chở củi ở đâu? Sao phương Tây cấm nhận Nga và đồng rút của Nga về phục hồi như cũ nhỉ? Thứ nhất để trách coi phục hồi như cũ chưa? Còn bây giờ trong ngắn hạn nó vậy tôi cũng không biết nữa không ơi. Không biết có sự can thiệp, có sự gì không thì không có rõ. Còn mình ở Việt Nam nè, mình cũng qua, mình có mua được group, mình cũng chả rõ. Giờ 85-75 thẻ xanh mình quyền lực Mỹ tới đâu anh? Thẻ xanh giống KT3 ở Việt Nam thôi chứ chưa là công dân quyền lực gì mày. Ví dụ mày có thẻ xanh này, con mày ăn học này nọ, chế độ y như người bình thường thôi, chứ có không bầu cử được em. Đóng thuế đồ bình thường hết, tất cả mọi thứ bình thường hết, chỉ có một cái không bầu cử giống bảo hộ công dân. Thí dụ giờ em qua bên Ukraine mà em lỡ bị gì đó thì kệ em. Chưa bảo hộ công dân nha. Theo anh nghĩ là vậy đó. Nếu mà lỡ có sai anh sửa. Ngày neo về già không biết làm gì, vốn có vốn thì làm chủ, không vốn thì cắn móng tay qua ngày. Về già người ta có khoản tiền dành dụm, người ta sống mà ác vừa thôi con. Mẹ ở Mỹ mày làm gì ở đâu á? Thí dụ như giờ người ta làm neo tới về già người ta cũng được 1.000 đô một tháng, người ta sống được rồi. Già rồi ăn sao hết 1.000 nói tao nghe coi. Không lẽ già đi trả góp nhà, trả góp xe. Bậy bạ không à. Không có khách quan, không có xây dựng. Đúng không quý vị? Bây giờ quý vị có đồng ý tôi 1.000 đô một tháng già bên Mỹ sống được chưa? Khỏe luôn. Người ta lớn rồi, người ta già rồi, người ta không ăn được như tuổi trẻ các bạn. Các bạn tuổi trẻ mà ăn như heo, xin lỗi các bạn, ăn như hàm vậy đó. Còn người ta già ta lết sạch ra. Nhiều khi người ta ăn organic rồi, ăn gọi là plan làm gì ta? Plan space hay làm giống như tự dù quên bà đó vậy. Ổn mà, không sao đâu, còn nó về già có bảo hiểm y tế lo. Bệnh gì đó cấp cứu tới nhà luôn. Lo gì nữa má. Tức là sống ở xã hội Mỹ là tụi em không cần phải lo về tuổi già. Mày trừ khi mày nói mày buồn thôi. Cái đó chịu, chính phủ nào lo nổi cho mày cái chuyện buồn. Buồn là cái tâm trạng của người mà trẻ mày cũng buồn được nữa. Hiểu không? Nên nhiều khi có mấy người ta lớn tuổi, người ta nói buồn. Nó cũng đồng ý, đó là trạng thái cảm xúc của ông thôi. Bây giờ ông bắt chính phủ mà lo cho ông vui nữa, thôi lên thiên đường đi. Chứ có chỗ đó thôi chứ chỗ nào chứ. Chính phủ người ta cũng bận bao việc sao lo cho ông vui được. Hiểu không quý vị? Nhưng mà các cái ví dụ như tuổi già bên Mỹ vô các cái gọi là cái dưỡng lão của tướng thì cái đó là tiền bảo hiểm người ta trả cho luôn hay là có con cái người ta phụ trả cho cái đó chắc phải nói chung đó là cái xã hội chắc phải mà hùng ít. Anh nghĩ hùng ít thôi chứ anh chưa vừa dưỡng lão anh không biết em. Nếu U60 mà sang Mỹ để đoàn tụ thì có việc gì làm để giết tham anh. Em nghĩ tụi đó Việt Nam sướng nhất rồi. Giờ người ta đoàn tụ nói sao giờ?
thì đối với người ta đoàn tụ là sớm. Hơn vậy thì cái tuổi U60 đoàn tụ làm gì? Ra tiệm nail phụ mày. Tầng 600 tháng hàng tư. Đó, rồi xong rồi vô quốc tịch này nọ tới tuổi U60 tới tuổi 70 bảy mấy đó, này nó ngon rồi, được chế độ bảo hiểm này nọ, tiền tiền già thì ít. Tại vì mới qua tiền già thì ít thôi, nhưng mà bảo hiểm thuốc thang được. Lời được cái khoản thuốc thang. Nhưng mà cái tuổi đó đi đó, nó sẽ bị vướng một cái vấn đề rất là lớn, đó là cái sự hòa nhập. Đó. Bài toán hai mặt nha mấy em. Mỹ còn phải mua tên lửa đẩy của Nga thì lạc hậu cái gì? Nói chung cái chuyện đó chuyện của quá khứ rồi con, giờ Elon Musk bán rồi. Lạc hậu mày mới lạc hậu 300 giây, tòi lạc hậu pháo đã pháo cũ đam rồi, nó lại dính trưởng lóc. Nó nói rồi cụ Trump mà sau khi thấy được phóng tên lửa cụ rơi nước mắt, vụ đó kể mày nói thiệt phải lần thứ 10 rồi đó. Mà xong rồi giờ tên lửa phóng lần là dục luôn đúng không, xưa rồi giờ tái sử dụng. Bây giờ bạn coi tên lửa của Mỹ đó, nó phóng về phát một có bè chuối ở dưới đại dương chờ sẵn đó. Bè chuối, lần nào mà Elon Musk phóng chả có bè chuối. Có bè chuối nó hứng cái tên lửa rớt lại á. Đúng không? Xong rồi đem về nó cài thuốc nổ vô chơi tiếp. Cho đợt sau. Cái đó gọi là kêu recycle. Khi một thị xã lên thành phố thì có lợi gì nhỉ? Giá đất tăng, dân bình thường không có nhà. Nói chung thì theo mình thấy cái vấn đề thành phố là chuyện đó đương nhiên. Một cái xã hội thì tỉnh xong tới thành phố, chứ thị xã là cái gì đó nó chưa đạt chuẩn. Thì trong một cái sự phát triển thì chắc chắn ta phải thành phố hết. Còn để lên thành phố thế nào thì nó tùy vào cái chuẩn của từng địa phương, hay là tùy vào cái chuẩn của đất nước. Thấy không? Tất nhiên á, mình nghe nó thành phố thì nó đã hơn, nghe nó oai oai hơn, nó xoang xoang hơn. Và từ đó giá đất cũng tăng luôn. Chi phí dịch vụ cũng tăng luôn, phòng gym cũng xịn hơn nữa. Anh Duy phân tích xem các sàn thương mại tử đương lấy tiền ở người dùng Việt Nam lâu dài ảnh hưởng đến ngành bán lẻ không ạ? À? Ảnh hưởng xong ảnh hưởng mày. Mấy sàn thương mại điện tử lên nó hành như quỷ vậy đó, mình chưa làm ăn chưa biết đâu. Thời điểm bây giờ đầu tư vào bất động sản có ổn không anh Duy? Nói chung tự chọn hướng đi riêng cho mình đi em. Anh nói em nên thì anh hơi ác, còn anh nói em không á thì anh ác như kia. Đường nào cũng là với nhau thôi, kể bạn tự chơi với nhau, tự có những mối quan hệ rồi tự chịu trách nhiệm nha. Nhà có nên mua 2 miếng đất 250 triệu một miếng thổ cư ở quê để dành phân bón? Vì chính quyền đang mở rộng đường, em tích cóp được nhiêu đó nên phân dân mua đất hay là mua làm quán ăn, xin bót ý kiến. 250 triệu một mét mà thổ cư luôn hả? Rồi chính phủ mở đường luôn hả? Một miếng anh. Có đi vô đất không? Rồi chính phủ mở đường, đỡ mở đâu có sổ không? Đưa sổ đây coi. Sổ đẹp thì mua, sổ xấu thôi khỏi mua. Sổ đẹp là sổ mới, đồ màu đỏ, thơm tho, đồ vẽ mới cáo, đồ 5-3 năm thôi nha. Còn sổ mà cũ mà chơi trắng đen mà chơi từ lưa hộp dưa cấp nhật 4-50 lần thôi miễn luôn. Tiền bay óp nhà đem gửi ngân hàng lợi hơn chứ, lãi suất Việt Nam cao mà ngu. Mày nói câu đó tao chửi mày ngu luôn à, khỏi đam nữa. Ăn gì ngu dữ trời. Người ta đi qua Mỹ rồi. Ở đâu cũng vậy thôi à. Không có cái đạo mà đi trả góp đã đời xong rồi cầm tiền gửi ngân hàng. Trời ơi má ơi, nói tao nghe tao chịu tao chết liền á. Không, anh là thấy bạn khách quan không, nhìn việc không nhìn người. Mặc dù này nó cũng là thuộc dạng là một trong những thằng mà cũng có công có xá trong live stream góp ý đồ này nọ, comment là mầm, bây giờ xàm tao quất luôn vẫn chịu mày. Còn không hiểu tại sao ngu thì tối nay về gác chân lên trán hỏi cái tại sao anh Duy Nguyễn nói trên chương trình live mà em ý kiến vậy mà ông nói mình ngu ta. À, hai miếng đất đó của ông cậu Á Bót, chính quyền mới mở đường phía ngoài thì hết kinh phí, còn hai miếng nằm trong đó, nằm trong góc chưa mở tới nên có 250 triệu miếng thổ cư. Thôi dẹp mày, tao dẹp luôn. Thấy không rối không phức tạp quá anh, cầm tiền đó thì thôi đầu tư tập gym muốn súp cho xong, cho khỏe, bộ não, bộ thân, bộ sức, bộ dáng, bộ cơ. Chứ tự giờ mua đất xong cho cỏ nó mọc lên, mốt nhà nước đóng thuế nó sao xui. Đúng không? Đúng. Xong rồi mày tính trồng mấy cây đu đủ rồi mày hắt hả mày? Nói dạ em làm nông mà tao thất bại. Mày này lên thổ cư rồi sao trồng được nữa anh? Không, thổ cư muốn làm gì làm mày, thổ cư xây nhà cũng được mà. Mà thằng này nó nói cũng có lý nha, tức là tôi thấy nhiều đất thổ cư trồng cây rồi. Nhưng mà tôi chưa biết là luật đất thổ cư có trồng cây được hay không nha, cái vụ này là lạ nha. Mà theo thấy thổ cư trùm cuối rồi trồng gì chả được trời. Giờ lấy quốc tịch Malta có ổn không anh? Em thấy dễ hơn nhiều các nước châu Âu và dễ hơn Mỹ nhiều. Đồng bạc ở Mỹ tôm không có mà đặt quốc tịch Malta. Nói thẳng mày luôn giận chịu mày. Mấy thằng hỏi như mày tao bảo đảm đồng bạc ở Mỹ tôm còn không có nữa. Mày đặt mở mồm nó quốc tịch Malta.
Chắc đi đi thêm mấy cái tin có quốc tịch chỉ cần mấy triệu đô gì đó. Nhưng mà tiền đâu nó có. Làm YouTube ở Việt Nam chắc nhiều tiền, thấy mọc lên ngày càng nhiều. Nói chung ai nói nhiều nhiều tiền thì theo mình thấy thì chắc cũng không đến nổi nhiều đâu mấy bạn. Cũng đắp đổi tiền điện ga bill nước rồi nó thôi chứ cũng không có nhiều đâu thật. Các bạn đừng có nghĩ là các bạn rồi là làm YouTube nhiều tiền xong các bạn cứ cầm máy quay đi các bạn làm rùm la nó rối rối xã hội nha các bạn. Mình kiếm nghề nó ổn định như bạn, thật khuyên bạn này luôn á. Nhiều khi bạn trẻ cứ nghĩ là thôi giờ thời đại mới 4.0 mình làm nghề 4.0 rồi tối ngày nghĩ mấy cái tiền gì đó, một lùa gà, hai chơi stock, rồi ba làm rùm la chân tiền ảo Bitcoin, Bitcoin gì đó là xong YouTuber đồ. Xin chào quý chị em, là tôi đưa tin này, tôi đưa tin kia đồ. Thật sự cái đó nó cũng không hẳn đâu bạn, thật là luật báo chí á, bạn cũng làm phóng viên mà phải có thẻ phóng viên. Bạn đưa tin mà kiểm chứng này nọ kia rồi YouTuber cuối cùng đưa tin bậy bạ từ lưa hộp dưa hết. Rồi không kiểm chứng gì được hết trơn rồi xong rồi cái thôi xin lỗi về. Xin lỗi là đó. Sao? Rồi từ đó dắt mũi đi đóng đứa nữa. Kỳ lắm. Mà bây giờ mình nói thiệt với bạn luôn, cái thằng bình thường nó 7.5 triệu thì không sao mà nó 3 lần 7.5 triệu nó cũng không sao hết á. Nhưng nhân viên mình này nó 7.5 triệu về với người hề miễn nó có tiền đóng phạt thôi à. Còn mà cỡ người nổi tiếng 7.5 triệu một phát một ngày mai báo đăng sập luôn. Xong rồi báo nó triệt đường luôn mấy em. Mất hết. Báo quốc một không mất hết. Mất hết thì mất hết. Nhưng báo quốc phát một. Tưởng tượng là mỗi lần ôm điện thoại lên là cảm như bầu trời sụp đổ. Mà cảm giác như thôi tôi không còn tồn tại trên đời nữa. Lóc ao có điện thoại thì bình thường. Đó thì ghê không mấy em. Anh đọc báo anh thấy mấy vụ rồi. Tức là nó có thể khiến cho người ta cảm thấy chán nản. Chán nản nó không có một cái cơ sở nào để công bằng cho tất cả mọi người. Không, mà trước khi mà gọi là giờ nó tốn thích tôi đâm đơn tôi kiện. Mày đâm đơn kiện tới lúc mà được thụ lý đơn xong báo nó dập chết ngắt. Báo dập không đường sống luôn em. Mà báo dập xong rồi YouTuber nó đúng theo báo nó dập phát nữa. Bây giờ kiếm tiền bất chấp mà. Tôi nói một câu là kiếm tiền dựa trên xương máu người khác nhiều lắm chứ. Ví dụ mình nói rồi nghe. Ví dụ như có những chuyện rất là nhỏ nhỏ trong xã hội thôi. Ví dụ như thằng đó đúng hay sai không cần biết. Nó có lỗi với ai đâu, có lỗi tụi mày đâu. Mà tham gia vô đạp phát nữa cho nó đã tay đã chân kiếm tiền. Tưởng nó làm sao làm để kiếm tiền. Ví dụ giờ tao nói là tao đấu tranh gì để phải, tao nói cái xấu đừng có tắt kiếm tiền đi đâu. Cái miệng thì nói ừ tao muốn tốt xã hội, tao muốn này muốn kia, bật YouTube kiếm tiền không. Anh thấy cuộc đời đó em thấy happy không em? Cái tham lai vàng khè luôn. Chứ anh nhìn ra anh thấy những cái tội nghiệp mấy thằng này đó. Tội nghiệp lắm, giờ thiệt mày xui thôi. Thời đại lương tâm không bằng lương tháng. Không phải là vấn đề lương tháng, cái này dùng chữ lương tháng là không có đúng bạn. Bạn chê chữ lương tâm với lương tháng mà đúng là chữ lương thôi. Nhưng mà cái này đâu phải lương tháng. Cái này dựa trên gì quảng cáo nó có cái lượt gì là kicker gì bơ click á, tức là tên từng lượt tích chuột á.